Thế tôi chơi lắc đấy. Tôi thì có thể làm vậy thôi. Bật cái nữa không? Nice. Bết được quả khá tốt. Giảm dồn tốt. Hay không? Đánh thằng nào đây? Đánh thằng nào thì phải tập trung đánh một thằng thôi chứ. Ôi, khó nhở. AD tôi chết rồi. Chạy mình sống à? Ồ, sống thật này. Đang nghĩ là mình sẽ chết cơ. Nè. Khó nhờ. Chui ở góc đấy hơi khó không ạ? Được một mạng. Ai ra mình giày bạc. Nên chạy cũng nhanh, có điều là không được. Đuổi tao đến bao giờ vậy? À đủ. Rồng ai ăn, rồng mình ăn à? Ngon. Đổi phải cũng không lỗ lắm. Một đổi hai, sau đấy mình được một trụ top, một rồng. Làm gì vậy? Tự sát à? Ok. Rồi la vòng sau luôn này. Nice. Được rồi, vậy được rồi. Ui, thiếu tầm. Nửa tầm nữa, trúng. Ôi, bê bít đi, 4 mạng đổi không là vậy. Vậy là ngon rồi. Làm gì ấy? Thế nó ra nó trừng phạt đỏ. Đã đủ, chóa không đủ lâu. Cái choáng nó nhanh hết quá. AD nó. Vào combat tôi búp khiên lúc nào team mình nó cũng sẽ lợi à. Cái con support búp AOE kiểu vậy nó lợi trong giao tranh lớn. Xong búp khiên đấy nó được cái vọng âm nữa chứ. À sorry, được cái cốc quỷ đấy. Ăn rồng xong Baron. Đủ đam mà. Ê, thúc biến luôn. Cho trúng nha. Thằng kia chết rồi, Lucian chết rồi. Không đủ tốc độ à? Tôi heal cho ông ý để cho đủ mà. Đứng lại đánh. Đầy đầy máu. Đam bảo to vậy. Mình không KS để lấy stack chiêu hồn được luôn á. Không đúng, không trúng nhỉ. Chắc sao phải đếm. Như kiểu chơi ơ bóng ớt vậy. Khỏe quá. Ôi, tôi sao quá. Đang tới. Bị khỏe. Support. Nhưng cũng đồng thời là đam. Cũng vừa có khống chế vừa búp. Kìa, trúng à. Đấy, thế là 22 sách rồi.
Thế nó trâu thế. Ram dựng khiê lên bất tử. À, xong. Thế là chúng ta lại vào chuỗi. Xong lại thua hai trận à. Đó, chi chi. Lại vào chuỗi rồi. Được rồi. Hay không? Không nghĩ là ông ấy tung được cái quy đấy, nhưng mà tung được cái quy đó hay rồi. Fit có thiêu đốt ông về thì nhá. Để tôi ra Ramit cái. Chơi không? Ra là easy kill thôi mà, ông cần đẩy tôi đẩy cùng, ở lại tôi đẩy cùng. Shaco không tốc biến, không hồi máu này. Nó không có chiêu tàng hình luôn, nó tăng ném dao, chôn với cả đại. Để tôi còn quy hụt đấy. Đang định lao, định có ấy thì lao vô. Chết con này này, chết con này. Vậy là được rồi. Không có gì cả. Không có chặn đam. Tôi cần hồi máu đâu, tôi khỏe lắm. Thường biết nó vậy này. Đam mình to, đấy là tôi không đủ stack ấy. Tôi mà đủ stack thì bọn nó chơi sao được. À, bây giờ tôi có thể đứng ở mid ấy. Xong tôi đảo Ram hai cánh bằng cách là tôi dùng R. Hơi sớm. AD chết không? Chết. Có nhở, shut down luôn, hay không, đánh được mà, rồi đánh, sao không thả cá trước, tại vì nếu mà thả quá đông quá thì nó sẽ là cá ở dạng bé không có đam ấy, chạy đường này chắc là tôi ra được, phổi thảm quá. Con fit châu phết rồi, có giáp tay rồi. Đang tới. Nice. Đơn giản. Đây à. Nó đã tê lê ra sao rồi. Có nhở, đổi mạng, ghê vậy anh, sống, chặn được cái thiêu đốt, cái pan, con pan này ghê vậy, tại vì cái e của các bạn nó chặn được cả cái thiêu đốt là đáp chuẩn luôn ấy. Đâu còn ai nữa đâu. Vậy giết thằng này đi.
Tôi định giết cái xa nhưng nó tốc biến luôn rồi. Khỏe đấy. Đâu có trúng ai đâu. Đi xin. Nghe không cứu được rồi. Hay không? Thật có lẽ nên chắn trụ mới đúng nhở. À đủ. Tụ quy bị nó ngắt. Ta định tụ quy trong phi từ xa. Không bắn lại được solo. À đủ. Định nhường cho nó thế nào đánh phát đấy vẫn đủ đam ăn ta. Đánh nhau trước xong rồi ăn. Đấy. Đấy, giờ ăn được rồi đấy. Tưởng ông không ăn được. Ôi. Sợ thua ngược quá, đánh nghiêm túc vậy đấy. Nhưng mà win rồi. Ok. Hay thôi dùng Malphite nhá. Malphite thắng nó chắc mấy trận cuối này. À đủ hay thế nhở. Tiếng ngày cuối cùng team tôi nó mới hay là sao. Xong rồi disconnect tật luôn. Nhân vật phụ quay lại à? Ờ, đây là ghế stream. À, ăn được chiến câu đầu không lại thành toang ạ. Mách thế đéo nào được nữa. Giết nó thôi không? Đơn giản vậy thôi mà. Đánh đi, nó sắp vào lại rồi. An ủi động viên đồng đội tí vậy. Chỉ biết sao giờ. Đang tới đây. Ông R ở đầu nó đúng rồi. Vậy nó chết chắc rồi đâu. Vãi nổi thế. À được 650. Từ từ đợi đồng đội đến rồi đấy. Này búp giáp em cái anh. Đó, vậy được rồi. Em chưa có giáp lắm. Mạng thằng kia cũng 500 tiền nữa. Giết nó thôi, hai mạng. Lee Sin này đẹp thật. Chọn Lee Sin ăn cũng được. Thằng kia đâu rồi à? Hỏi mình, tao biết hỏi ai. Tao chỉ ăn ủi chúng mày vậy thôi mà. Từ từ đang ra. Nó kêu đang ra nét. À, chỉ dính thế thôi mà. Đánh tôi tanh trụ. Tanh hết sẩy. Hơi cục quá. Hay không? Giết nó đi không? Trận này cái cửa win ông ta không biết nữa luôn á. Đập vào. Không biết được. Thôi về đi. Về đóng cái sách triệu hồn cái ta đánh tiếp. Chạy về đi kìa.
giết thằng này trước, cứ từng tập một mà giết thôi. Lấy thu thập. À sorry, lấy. Rồi ăn rồng. Từ từ không. Phê. Ăn rồng thôi, trận này rồng gió tôi hồi húc nhanh, có cửa win mà. Tí nữa bọn kia hỏi thì tôi sẽ bảo quán net đóng cửa. Nó đang đi tìm net khác. Chưa biết sao giờ. Tôi không có gì nữa cả. Chạy đường này được cái là sẽ nhanh hơn nó một xíu. À, tôi đâu có đủ đam đâu không? Hai mươi sách. Cố gắng ăn đủ 4 rồng win được. Thật sự là tôi có trâu đến mấy thì cũng không đủ máu để mà đánh lại bọn này được. Bọn nó phiêu ra đánh phần trăm máu à? Kiểu AD đó thì dễ thôi, nhưng mà 4-5 nó không có đủ đam để mà giết nốt bọn còn lại. Hai Pemit này, Pemit có khi end được pha này á. Hay Baron à, đéo được. Mid đi, mid đi, mid đi. Thằng một cổng, chắc ăn được cái gì chắc cái đó. Tôi 4 giây có R rồi. Đây là 4-4 này, chơi được này. Phát trước AD nó không dùng tốc biến, phát vừa rồi đánh với mình cũng không dùng tốc biến. Xanh. Ah, not bad. Hay làm xanh. Luôn. Về đi. Ăn một trụ thôi. Ăn được không? Không được. Ê, liều mình à? Liều đi, liều đi. Nhà đi. Đây là cơ hội duy nhất để end mà. À. Tí nữa tôi tele lên phá thôi. Chứ biết sao giờ. 10 giây. Lộ ơi. Vô nhà đi, nhà đi, nhà đi. Nhà đi, nhà đi, nhà đi. Thắng, vô địch đâu thắng. Lên chuỗi rồi các bạn ạ. Ôi, nó tin với đây. Long Bạch Kim 1. Được win được ạ. Thật ra thì cheese gank bot xem nào. Gank sớm này bọn nó chưa cắm mắt đâu à. Vô. Hay không? Có thể tôi sẽ mất blue với pha ganh đó, nhưng mà đấy gọi là cheese, tức là mình không đánh theo cái lối thông thường, mình đánh theo kiểu phi logic thì mình ganh nó bất ngờ hơn. Nhưng mà nó biết chơi thì tôi sẽ mất blue, nhưng mà kệ, còn gì thì ăn đó. À, ông như kiểu ông solo tay đôi khỏe lắm vậy á. Hãy ông giết nó đi. Ok.
Để lính vào, Nautilus đánh trụ thế là xong. Ok. Tôi đang lại tốc biến thì ông ấy ấy hộ tôi rồi. Ra đây lại được hồi máu à. À, các bạn đi vòng sâu sâu này này, đặt W này, nó có nhảy đi kiểu gì thì cũng không nhảy được mà. À. Tôi không quan tâm đến rừng tôi lắm, tại vì tôi tập trung ganh hơn. Ồ, tham ấy, không về lại còn đứng lại ăn. Ui, lại còn cắm cờ luôn à. Thế chạy kiểu gì? Kiểu gì nó combo vào cái cờ ấy. Sống kiểu chi? Nó lại quá là điệu nghệ luôn. Hai chiều. Yali chạy đâu đây? Đi qua mắt tím thì chắc nó phải hiểu là số phận nó đang ở đâu ấy. Cái gì mà bắn cả R vậy không? Ui, thế mà tôi không chết rồi. Tôi phải hồi máu đã các bạn. Nice. Đừng có đi vào kiểu đó. Đi vào thì khác gì mời nó đâu. Đó. Phải đấy không có Cassandine. Dây phá đấy. Đâu cần đến 3 người ăn một con rồng đâu. Thôi thế thôi. Thằng này tun à, vừa chạm vào người phát thanh tẩy luôn, sợ thật. May có mình trong cái trận đấu này đấy. Sợ thật. Từ từ đánh các bạn. Đánh được nhưng mà phải từ từ. Nó vừa mất tốc biến rồi. Cứ từ từ ép lên mà đánh thôi. Hay, win rồi. Có kiểu chạm chiêu vào người phát thanh tẩy luôn ấy, sợ nhở. May trận này cho Evelyn hợp lý vậy đấy. Đấy, ốc vào đấy. Tôi chưa tới được tầm ông. Cái gì đấy? Thua á? Đánh 5 năm thì mình không đánh lại đâu. Đánh cầu máu Cassadin vậy đó. À, vậy được rồi, win. Đây xem phải thằng Cosmo Tool không? HG óc chó. Đơn đôi bạch kim một chắc là tuôn toàn xe rát cốc bò tuôn chặt rồi. Nổ bom mà chết à, chưa có bom. Ok, vậy thôi, bắt tốc biến thôi.
Why? Why are you doing this to me? Man, nó. Sắp tới. Có một kinh nghiệm rồi. À, chạy đâu nữa. À, tôi đẩy top rồi. Có nhờ. Ok. Được hồi sinh cho AD mình là hết bước rồi. Từ đánh. Khó, ăn cái cây đi. Chụp đôi à. Hai. Blitz kéo quả hay quá, kéo vào phát tôi ném bom vào đấy là xong. Biết ok, nó lại chui vào người, kéo nhìn thấy cái gì để mà ấy. Ủa ông kéo gì đấy. Phá hết nhà luôn rồi à? Thừa mẹ rồi. Nhảm nhí vãi. À, phá hết nhà mình luôn rồi. Xem sực sự. Trời, sao ông không chạy sát lên mà đấm nó. Chỉ đấm nó thôi mà. Con này về lết nó khó chịu lắm, bởi vì nó búp tốc và nó búp hồi sinh liên tục mà. Chạy lên mà bắn thôi. Chạy lên bắn tiếp. Đấy, cầm lấy cái đấy luôn, sợ cái gì. Con này về lết khỏe lắm. Win thôi. Hay không? Lên tiếp đi. Lên nốt đi. Kiểu các bạn chỉ cần búp cái E thôi. Nó bị khỏe vậy đấy. Đi phải buôn bom cảm tử. Chạy không có đủ nhanh. Buôn bom cảm tử. À, đang cười. Cay vậy. Sát thao à? Đang cười. Đang cười kìa. Nghĩ là chắc nó sẽ không ấy kịp phải không, hiểu không? Đặt thật hai cái bẫy chắc thế. Ơi chị. À, đến cuối lại win. Hai con tướng nữa xong hành trình. À,
Ok. Nói rồi mà ván này tôi dạng háng thôi. Dạng háng mà gặp những đông người đồng đội quá. Queen thì đây. Đây, đây, thêm ông này đau hết tinh nữa, tôi đéo biết làm gì luôn. Thôi, thế cũng kết thúc hành trình rồi. Tổng kết lại thì chúng ta kết thúc hành trình này ở mức rank đó là Bạch Kim 1, 3 điểm với 111 trận thắng và 40 trận thua. Tỷ lệ thắng rơi vào khoảng 74%. Hành trình này thì tớ nghĩ sẽ đạt được mức rank cao hơn. Bởi vì cái lần trước khi mà tớ làm hành trình thì tớ được nhảy rank khá là nhiều. Đến tận Bạch Kim vẫn được nhảy. Nhưng mà nick này thì hơi khó khi mà ở bạc chúng ta đã không được nhảy chuỗi nữa rồi. Và chúng ta phải leo chật vật từng cái chuỗi từ bạc lên từng bậc một. Để được đến Bạch Kim 1. Thật ra thì mục tiêu của tớ ít nhất tớ cũng là kim cương. Không đạt được mục tiêu hơi bị buồn một chút. Hành trình này khá là vui. Thì hy vọng là lần sau thì chúng ta sẽ có những cái hành trình mà nó tốt hơn. Có lẽ là sẽ không đạt số trận tối đa nữa. Bởi vì với cái số trận tối đa nó sẽ hơi khó để đạt được mức rank mà chúng ta mong muốn. Mặc dù là cái lần trước cái hành trình cũ tớ cũng chỉ mất khoảng 150 trận để lên đến kim cương 1. Thì tớ cũng không rõ là do elo hay là do mỗi mùa thì Riot lại quy định cái mức leo rank khác nhau. Đợt tới kênh chúng ta lại trở về hoạt động bình thường, làm meta mới lên mình, thi thoảng làm các tựa game khác ở Among Us, TFT nhá. Thì hy vọng anh em sẽ tiếp tục đón xem, và biết đâu một ngày nào đấy tôi lại cố gắng để làm hành trình cho bạn nữa nhá. Các bạn hãy nhớ like cũng như đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye.